Ít ít dễ sang, nhiều quá sang đổ lum. Lên đâu xe này nướng hết sảy, xe này nướng là đúng bài luôn nè, mập. Làm miếng mắm gừng, cái chay nướng làm mắm gừng ngon nha cô chú anh chị. Chay mập lù à, mỡ không nướng chảy mỡ ra sướng. Đó, anh em nào mà chưa biết cách bắt cá thì học hỏi mấy anh em Đồng Nai nha. Mấy anh em Đồng Nai bắt cá là bao nhanh luôn. Cá này không biết bắt là khó bắt lắm. Nó thấy anh cầm cá, anh bê cá nhẹ nhàng như là nhiều người không biết cầm là nhảy ra không à. Chê nó không phải ngon. Chê dính nước thùng. Ừ, chê cho ăn cơm, đa số dính nước thùng. Ao người ta tỉ. Nước thùng. Ồ, ok, bị dính vi thun nha cô chú gì, cho ăn cơm á, rồi cái mấy cái bịch á, cá chê chui vô cái dính vi thun. Nhắc cái vô. Đợi xuống rồi. Rồi hả? Không, cái tre đó có nhiều con. À cái tre hả? Bắt chục con tre vô bao giờ? Em cứ đổ lên luôn. Bê cờ đổ lên rồi cả luôn. Nó quay mặt em vào nha. Bắt gờ quay. Bắt gờ đẹp trai. Quay. Quay cái tay không mà không quay cái mặt làm sao tao biết được là mình bắt cá giỏi. Đúng không? Quay mà lớp coi chữ mặt cho ấy. Chính màn hình. Cá
ui cá chê siêu to, cá chê cái mọc ghê mọc ú, thì con to này con to lắm, mọc ú, con bò này ăn rồi, con lắp con, còn sống còn sống còn sống còn sống, dạ rồi. Chê không, cá trà có ít nha cô chú gì, chê nhiều. Chê này trong khu ly nó bán 40.000 ký á. Chê. Còn chê vàng lượng nó bán 70.000 ký. Chê đồng. Ghê á. Mình đang chê đồng. Vẫn vàng ôm nhỏ nhỏ, chê đồng 1 phút. Đó, đó, đúng đúng. Con dưới đáy. Chơi đồng anh mấy trái cái chết dạ. Chơi đồng là trên đồng là chưa phải là chưa phải đấy, anh là nhỏ thôi à. Chơi đồng nó ngắn lắm, bông bông nó ngắn phải đó, nó phải chơi đồng đâu, có phải chơi đồng nó không phải đây, chẳng có chơi đồng đâu, chơi ao hết, ao hết trong ao là chơi ao hết, cá trong ao là gọi ao nuôi hết, thiên nhiên mới gọi là đồng. Cá, là cá nuôi nha cô chú chị. Ra đồng quá rồi, là chê đồng. Đúng rồi. Ra đồng rồi, chê đồng. Thôi đi đi. Ít quá rồi. Chơi thì xúc nhanh nha cô chú chị. Bỏ vô xúc rổ bỏ bao nhanh nhất. Nên bắt cá dễ dàng không? Cầm nhẹ nhàng. Cá không vậy, người không biết bắt là không bao giờ bắt được. Nghỉ liền. Ui, cá siêu to. Cá chê khủng bố luôn của chú chị.